Alo, xin chào. Một ngày mới, ngày 17 tháng 10 năm 24. Với tiêu đề hôm nay, đó là 5 điểm. Kế hoạch 5 điểm của ông Zelensky. Nó tin tự như thế nào? Chúng ta cũng bước theo từng cái giai đoạn một. Thứ nhất là chúng ta sẽ bắt hàng khu vực phía Bắc của châu Âu. Nó có cái sự gì biến cố và Bắc Hàn nó có những cái điểm gì, và dự án tàu ngầm của Putin và những ngày cận kề của nước Mỹ để lựa chọn một trong hai ứng cử viên để làm tổng thống. Và tiếp theo nữa là gì? Sự phản ứng của NATO. Ông thư ký mới Rüster đó, ông đó tổng tên Rüster. Ra sao cái vấn đề kế hoạch của ông Zelensky? Rồi chúng ta lại đi thêm về Ukraine nữa, có một tí xíu về vấn đề không tốt với Ukraine. Và hội nghị EU hôm nay và cái gói viện trợ, trong đó nó gồm có cái gói cho vay và một cái gói viện trợ của nước Mỹ, qua lời cảm ơn của ông Zelensky. Trước tiên chúng ta đi đến cái dự án của ông Putin. Nó như thế nào mà đang rùm beng trong vấn đề báo chí và truyền thông. Nó như thế này bạn. Chúng ta cũng đã biết trong gần đến 3 năm rồi bạn. Chỉ còn vài tháng nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa là cái vấn đề chiến tranh đã bước vào năm thứ tư. Anh làm cái gì cũng vậy, thì chiến tranh mà nó sẽ xảy ra, vấn đề là hao tốn không những người và tiền bạc của cải và ngân khố của quốc gia. Chính vì cái lẽ đó mà hai năm rưỡi vừa qua thì cái ngân khố của Putin đến thời điểm này coi như dần già đã cạn kiệt. Thì anh ta mới dự án một cái chiếc tàu ngầm, dùng cái chiếc tàu ngầm hạt nhân này nè để chuẩn bị chuyển dầu từ Bắc Cực đi về Đông Nam Á để bán, để kiếm tiền, để mua vũ khí từ Trung Quốc. Đó là cái trong tương lai của anh ta là vậy. Vì những cái mỏ dầu ở Bắc Cực
là coi như là nói chung là chưa đụng đến, nói chung là chưa đụng đến. Cho nên là những cái mỏ dầu đó trong tương lai anh ta lấy từ Bắc Cực đó đó, rồi bơm vào xây dựng, rồi bơm vào và đưa vào cái, có thể là đưa vào cái tàu ngầm chứa chẳng hạn ở dưới biển chẳng hạn, hoặc là chuyên chở đi về Đông Nam Á để bán trong tương lai. Còn những cái bồn chứa vòng vòng ở đây 600-500 đến khoảng 1000, coi như là tan tành mây khói trong những cái đầu năm đến nay, những cái đầu năm năm 2024 đến nay coi như là cháy rụi hết. Đó, anh ta có một cái dự án đó thì không biết có khả thi hay không, chúng ta chờ xem những cái dự án của ông Putin sắp đưa ra. Rồi, đó là phần 1. Điểm 1. Điểm kế tiếp là gì? Thì chúng ta cũng đã biết rồi. Tình hình 2 năm qua là tính tới ngày hôm nay thì không, phải nói vừa chết và bị thương của quân đội Nga. Chưa tính tới cả vấn đề những cái lính đánh thuê chém mướn của Wagner nữa, chưa tính tới cái điều đó. Thì tổng thiệt hại phải nói quân số gần cả lên gần cả triệu, triệu mạng người vừa chết vừa bị thương. Thì ông Putin nhắm tình hình không có khả thi, và nếu mà kéo dài 2 năm nữa sẽ tăng lên là khoảng là, có thể là tăng lên, số lượng sẽ tăng lên. Thì cái trước tình hình đó thì không những người mà cả vũ khí đạn dược, máy bay, xe tăng cũng bị tiêu hao. Bây giờ chiêu trò của Putin là dùng biển người, dùng biểu người không được nữa rồi. Bây giờ máy bay cũng dần già, cũng cạn kiệt. Thì bắt đầu mới, theo tin mà đến ngày hôm nay thì tình hình là người ta đã biết được rằng là ông Kim Jong Un đã gửi 10.000 chiếc máy bay chiến đấu đến Liên Xô, đến Nga. Đó là một cái việc mà coi như là đây là 10.000, coi giống như là biển gì đó, người trước đây là biển người nhưng mà không thành, bây giờ là dùng biển máy bay ở dạng gì, dùng như là tổ ong vậy đó, đậu xâm nhập vào dạng vậy, như là tổ ong tấn công vào và dùng máy bay này này của Bắc Triều Tiên để tấn công vào. Chúng ta chờ xem những cái ngày sắp tới diễn biến nó là làm sao. Theo tình hình này nó còn cả có quân Triều Tiên đưa đến nữa, mà người lính Ukraine đã xác nhận rằng Bắc Triều Tiên đã đưa quân tới Liên Xô để tham gia chiến đấu tại khu vực Donetsk hay gì đó, khu vực đó. Ngoài ra cũng khu vực tại Kursk, điểm kết mà đang giao tranh bên Liên Xô, bên Nga đó. Cái điểm đó chúng ta phải theo dõi tiếp diễn biến sắp đến nó đáng chú ý ra làm sao, nhất là cận kề trong những cái ngày tháng sắp đến bầu cử tại Mỹ. Không những Ukraine mà cả tình hình Trung Đông cũng đang gay cấn, cho nên
những cái nhịp điệu hấp dẫn nhất chúng ta chờ đón xem. Rồi bây giờ tới khu vực nào? Khu vực phía bắc của châu Âu đó bạn, nó nằm Kaliningrad thì sĩ thì điển rồi đó. Chỗ đó, khu vực đó nó có một cái vùng của Liên Xô còn nằm ở phía bắc nước Đức, Đan Mạch rồi đó. Đó, khu vực đó Đan Mạch thì điển thì sĩ Estonia, Chechnya rồi đó. Đó, khu vực đó. Ê, chắc là Nga đã điều động một máy bay lên do thám hiểu không, để xâm nhập vào cái khu NATO để do thám. Nhưng NATO đã cử cái loại máy bay Eurofighter đó, đã lên đánh chặn không cho xâm nhập vào cái khu vực để theo dõi và chụp hình, chẳng hạn nhất là theo dõi chụp hình, chụp những cái căn cứ của khu vực NATO đang chiếm đóng, để mà liên lạc với khu quân sự của Nga. Nhưng NATO đã điều động máy bay Eurofighter lên để mà đánh đuổi, không cho xâm nhập vào. Đó là một điều mà chúng ta nhìn thấy là tình hình nó không có sự yên ổn, và mỗi lúc nó lại là mỗi gây cấn hơn, mỗi lúc nó đem đến một cái sự nguy hiểm hơn cho cái nhân loại trong lúc này. Họ muốn đạt được cái điều mà họ cho đây là đúng. Những cái khối này nói chung là cũng không vừa để cho Nga làm những cái chuyện này. Nói thẳng là như vậy. Có đủ ngân sách, có đủ máy bay, có đủ tàu ngầm, có đủ súng đạn. Nếu trường hợp xảy ra sự cố thì NATO sẵn sàng tham gia điều này. Đấy. Rồi. Bây giờ mình đi tới kế hoạch của Tổng thống Zelensky. Kế hoạch Tổng thống của Zelensky nó như thế nào? Ông ta kế hoạch này nó không phải là trong năm nay, có thể là trong năm sau nếu được. Vừa qua ông cũng trình bày tại Mỹ nè, và hôm qua kia gì đó ông cũng trình bày tại cái quốc hội của Ukraine, và sắp tới đây hôm nay ông cũng trình bày với Đức và tổng thư ký NATO, và hôm nay ông lại bước chân tới một cái địa điểm, đó là tại Mỹ. Địa điểm này là ông sẽ trình bày cái kế hoạch 5 điểm mà ông có thể là chiến thắng, nước ông sẽ chiến thắng Nga và bắt Nga phải ngồi đàm phán. Kế hoạch gì mình cũng không biết, nhưng trong đây mình chỉ nghe sơ thôi, mình chỉ nghe ngơ, mình chỉ chia sẻ lại các bạn. Đó là vấn đề lãnh thổ, việc đầu tiên là vấn đề lãnh thổ, là miễn bàn, không có thể mà nhường lãnh thổ để cho Nga là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai, Nga phải thua trận
Nga phải thua trong cuộc chiến này. Ý là không phải là thua, mà ý là Nga là cái dạng như là trong chiến trận những cái ngày sắp tới hoặc là năm sau, chẳng hạn mùa hè năm sau ông lên một cái dự án sẽ đánh với một cái sự áp đảo, lấy lại những cái lãnh thổ như ví dụ là Luhansk, Donbass hay là Kim, Kherson chẳng hạn, những cái địa điểm đó sẽ đánh lấy lại. Và cái dự trù của ổng như thế nào thì mình cũng chưa biết được, nhưng mà ngày hôm nay thì là ổng lên trên đường đi tới Mỹ để trình bày cho các nhà ngoại giao các nước EU biết được rõ vấn đề ổng lên kế hoạch này. Đó là điều thứ nhất là lãnh thổ. Việc thứ hai là phải giành lại lãnh thổ đó. Thứ ba là đi đến, sau khi xong xuôi đi đến một cái sự hòa bình, hội nghị hòa bình. Và sẵn sàng chấm dứt chiến tranh là điều bốn. Còn điều thứ năm là phải có sự quan tâm của ổng trong lúc này, nhất là phải có được kết nạp vào NATO, bạn được kết vào NATO. Đó là năm điểm mà mình nghe thoáng qua thôi, cũng chưa chắc chắn nha, chúng ta cũng phải chờ xem những cái điểm này có chính xác hay không. Đây là sơ bộ. Mình chỉ biết và chia sẻ cho quý vị thôi. Còn chi tiết hình như đâu đó cũng là phải nước ổng phải kết nạp vào EU nữa. Vậy cái vấn đề nó mới ok. Đó là cái điều mà mình chỉ kể sơ sơ cho quý vị khán giả nghe và hiểu tâm trạng của ông Zelensky lúc nào và những cái năm điểm kế hoạch của ông. Những cái ngày tháng qua ông chia sẻ ở bên Mỹ, ông chia sẻ khắp nơi, người ta đang tập trung những cái điểm này và những cái mấu chốt của nó. Nội dung trong cái điểm này thì chưa chi tiết, chưa rõ ràng, nhưng mà sơ lược là nó như vậy. Rồi. Còn bây giờ chúng ta đi tới bên Mỹ một tí xíu, coi như là hai ứng viên sắp lành làm tổng thống nước Mỹ. Có một điều đặc biệt là như thế, đó là những cái cử tri da màu. Mình đây nói tới những cái cử tri da màu. Theo khảo sát ấy, trong cái tháng 8 thì là bà Harris đã dẫn đầu. Nhưng mà đến ngày hôm nay theo cái truyền thông khảo sát là cái đài CNN á, thì là Trump đang dẫn đầu. Với lý do là cái vận động vừa qua của ả không có thúc đẩy được cái cử tri da màu đó. Để chỉ cái cử tri mà da màu mà trung thành đó, cử tri da màu trung thành đó, trước đây của Obama hay là Biden đó, là hình như là 80 mấy%, 86%. Là nhưng mà đến ngày hôm nay thì trong tháng này qua cái sự khảo sát của CNN thì đánh giá ước lượng thì bây giờ bà ta chỉ đạt được chỉ còn 81% thôi. Những cái cử tri này bây giờ là nó trong cái vấn đề lưỡng lự, và bạn có hiểu không? Lưỡng lự, không biết ngã bên nào và không biết ngã bên nào. Nó đang đứng giữa. Thì
qua vận động của ông Trump vừa qua đó thì là bắt đầu nó nghiêng hẳn về phía bên này, nó nghiêng về phía bên này, nó nghiêng về ông Trump. Thì nói nghiêng là mình cũng an tâm, chứ thực chất thì mình phải chờ cái kết quả cuối cùng mà. Đấy không? Chờ cái kết quả cuối cùng mà được. Thì lúc đó có chắc hay không đó, trong cái tình thế lúc này đó, chúng ta cũng đã biết rồi, trong cái tình thế lúc này đã có 3 lần mưu sát, có 3 lần mưu sát ông Trump. Cho nên thì chúng ta cũng phải đợi đến giờ phút chốc mà cũng phải theo dõi ổng trong cái quá trình ổng làm 4 năm có xảy ra cái vấn đề gì hay không. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng, nếu ai mà coi như là fan của ông Trump thì cũng phải lo lắng từ giây từ phút một, vì các đời tổng thống trước cũng đã từng bị ám sát tại nước Mỹ, đó là cầu tua của nước Mỹ rồi. Cho nên chúng ta cũng bó tay chấp nhận cái vấn đề bầu cử Mỹ hoặc là làm tổng thống tại nước Mỹ. Đấy. À. Rồi. Chúng ta đi tiếp. À. Ê, sau cái vấn đề mà ông Zelensky ông yêu cầu như thế đó, những cái kế hoạch của ông á, trong đó là có một cái điểm mà chúng ta nhắc đến là đó là kết nạp Ukraine vào NATO. Thì cái sự phản ứng của tổng thư ký NATO đó là ông Rutte đó, ông nói rằng là chúng ta không thể tiến nhanh vào NATO, Ukraine không thể tiến nhanh vào Ukraine được, vì Ukraine còn có những cái vấn đề mà chúng ta cũng phải cần xem xét thêm. Đó là ông nói vậy. Nhưng ông sẽ hỗ trợ cho Ukraine 21 tỷ euro. Đó. Có nhiều việc cũng phải cần đàm phán thêm. À. Nhiều việc đó. Trong lúc này nó nhiều việc lắm, cũng phải cần đàm phán thêm. Nhưng không vào được NATO thì ông ta cũng hứa rằng sẽ cung cấp một cái quỹ 21 tỷ euro cho Ukraine trong lúc này. À, đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai nữa là để làm được điều này là phải có đồng thuận của các quốc gia trong cái khối NATO. À, chứ không phải mình ổng cũng quyết định được. Phải Zelensky phải đi nói chuyện từng nước một, rồi bắt đầu mới đi tới đàm phán. Phải đi ngoại giao, nói chung là đi ngoại giao. Còn những cái điểm khác nữa, còn những cái điểm chưa tương đồng thì chúng ta cũng phải cần xem xét nó lại. Chứ không có phải mà ai phát nó đơn giản và làm giống như là Hungary vậy đó. Đó, như Hungary đó bạn. Đã thấy không? Đã vào NATO, đã vào EU, rốt cuộc gì? Tay trong, tay ngoài. Bây giờ người EU đang loại trừ ổng ra. À, những cái viện trợ của EU thì đều bị ngăn cản, hiểu không? Cho nên là không làm được việc. Cho nên EU đang có một cái chính sách là không cần Ukraine, coi như là cái giống như là cái tiền đóng thế vào EU mỗi năm, không cần nữa, không cần cái số tiền nữa,
mà EU trong tương lai là sẽ lấy thế những cái quốc gia đóng thế vào EU mỗi năm, những cái quốc gia nào đó đó khác sẽ lấy số tiền đó sẽ hỗ trợ cho Ukraine. Còn tiền của Hungary mà đóng thế vào EU, trong cái khối EU hay không cần lấy, người ta muốn tách rời riêng để riêng cho ổng ra, không cần. Và từ đó ổng không có tiếng nói trong cái vấn đề EU nữa. Bây giờ người ta đang làm cái loại, người ta không muốn loại trừ ổng ra, nhưng mà người ta không dùng cái đồng tiền thế của ông ta nữa, của nước ông ta nữa, để mà ông ta không có quyền, không có tiếng nói trong cái ngăn cản cái vấn đề mà EU viện trợ cho Ukraine. Đó là cái việc mà sắp tới EU sắp làm. Rồi. Luôn tiện thì mình cũng chia sẻ thêm vấn đề viện trợ hôm nay của Mỹ. Viện trợ hôm nay của Mỹ là 425 triệu đô la. Trong cái tình thế gần tới quay nát, gần tới mùa đông, cái việc nó rất là cần tiền, cái gì cũng vậy. Muốn làm cái chuyện gì cũng phải cần có tiền, cần có cái sự viện trợ của các đối tác thì mới thành công trong cái vấn đề giữ chân được Nga được. Còn không tiền, không súng, không đạn thì không bao giờ giữ chân được. Vì nước Nga nó to, nó bự, dân số nó đông, và bây giờ nó cả Bắc Hàn nữa. Thì NATO chỉ đứng ngoài mà ngó thôi, chứ không đưa quân, không dám đụng đậy đến Nga, sợ xảy ra atom. Cho nên trong lúc này NATO cũng phải cẩn thận, trường hợp xấu nhất thì mới tham gia. Còn trong lúc này chỉ là viện trợ bằng tiền nè, viện trợ bằng vũ khí nè, để giữ chân anh hai Nga lại. Để cho anh hai Nga làm gì sao? Thiệt hại từng ngày một. Đó là cái điều mà NATO là. Chứ NATO chưa muốn đối đầu với lại Putin. Vì xảy ra chuyện này, trước khi để theo dõi chứ, phải tham khảo và theo dõi từng địa điểm một khi mà chiến sự nó xảy ra trong mỗi lúc này. Nó rất là khó khăn. Cho nên là đã 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi, thì là NATO vẫn bắt buộc theo dõi. Và không những Ukraine đâu, một phía đâu, nó cả bên Trung Cận Đông nữa, nó rất là căng. Cho nên rồi, cái tiền viện trợ của Mỹ là 425 triệu đô la. Đó là lời cảm ơn chân thành của ông Zelensky đến công dân Mỹ và cả hai đảng, lưỡng đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra ông ta còn đề cập đến một cái vấn đề khác nữa, đó là dự về vấn đề phương án tăng cường hợp tác về vấn đề vũ khí. Coi như là nói là một chuyến đi của ổng thôi, nhưng mà trong đó cũng cần phải có những cái giấy tờ nó rất là tinh tinh. Khi mà ok rồi, miệng nói ok, nhưng mà còn lại là tiền bạc giấy cờ của hai bên, nó còn nhiều rắc rối lắm, chứ đâu phải nói phát ăn ngay được. Nhất là những cái nước dân chủ nó như thế nào, cái việc nó phải là minh bạch rõ ràng, chứ không thể nào mà nó lộn xộn, và giấy tờ phải minh bạch rõ ràng từng ly từng chi tiết một, trong vấn đề súng đạn, tiền bạc, chi tiêu phải rõ ràng. Còn không mà nó không có cung cấp và ký hợp đồng, chứ không phải nhà độc tài chỉ cần người bí thư hay tổng thống mà nói phát là mấy kia thiên này. Còn đây nó còn phao qua các vấn đề rất là khó khăn.
Để đi đến đó chúng ta phải cần có một cái sự vận động hết mình mới được, thì mới làm được điều này. Rồi, điều gì nữa bạn? Rồi, chúng ta đi đến hội nghị EU rồi, chúng ta sẽ đi đến Ukraine thì là điểm chót. Hội nghị EU làm sao? Là hôm nay nó diễn ra tại Mỹ, coi như là trong vòng năm nay, là coi như ngày hôm nay là coi như là cuộc họp cuối cùng của EU tại Mỹ. Trong đó gồm có các bộ trưởng ngoại giao nè sẽ mời đến nè, rồi các nguyên thủ quốc gia cũng sẽ mời đến. Thứ nhất là mời cả ông Zelensky nữa, hôm nay cũng nằm tại Mỹ vào ngày thứ năm hôm nay. Thì là cái cuộc họp này là mời các bộ trưởng ngoại giao tới để làm gì? Tới để mà nghe ông Zelensky. Ông Zelensky nói về cái kế hoạch của ông đưa ra trước cái các nguyên thủ này, rồi các nước này và các bộ trưởng ngoại giao, coi nó nghe người ta nghe thử xem cái ý kiến của ông, cái kế hoạch của ông có ok hay không. Đó, nếu được thì trong đó nó có đi kèm mấy điểm, đi kèm một cái số tiền và các nguyên thủ trong cái G7 sắp tới sẽ cho ông Zelensky mượn thế chấp cái tiền tài sản của Nga đó, cái tiền tài sản đó thế chấp. Khối G7 này sẽ đứng ra trong năm tới sẽ mượn khoảng là 45 tỷ nha. Lấy cái tiền của Nga đó, lấy tiền đứng ra, nếu mà chiến tranh là sau khi đàm phán rồi Nga bắt buộc phải trả cho cái khối G7 là 45 tỷ. Trước tiên là cái tiền đó vẫn nằm, nhưng cái khối G7 này nó lắp được như thế nào đó, nó đứng ra cho ông xin mượn 45 tỷ này để làm trong năm tới. Và trong năm tới Zelensky phải dứt khoát 5 điểm kế hoạch của ông ta. Đó là những cái gì mà trong năm tới. Và luôn tiện là mời các nguyên thủ quốc gia hôm nay cũng nằm tại Mỹ để nghe ông ta trường thuật lại nhóm điểm và quyết định cho ông ta là 45 tỷ để ông ta mở trong cái thời năm tới, nó tương đương để chống lại Nga trong cái thời qua cái tháng 12 rồi nó lạnh khủng khiếp, tháng 1, tháng 2 nó lạnh nó khủng khiếp. Đó, cho nên là cũng phải trang bị tiền bạc, lương thực, thực phẩm, đủ thứ. Nói chung ở trong đó nó có còn đủ thứ. Rồi, tiếp theo nữa là gì? Ngoài ra thì là nó là gì đó bạn? Hôm nay là nó EU có hai mục đích là gì? Mời các nguyên thủ quốc gia và các bộ trưởng tới để nghe xem kế hoạch của ông Zelensky nó như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai đó là gì? Là cái khối G7 sẽ tạm ứng cho ông ta mượn 45 tỷ để trang trải trong những cái ngày
tháng tới để trang trải cho mày, cho quân sự nè, thức ăn thực phẩm nói chung, quần áo súng đạn đủ kiểu. Rồi việc cuối cùng thì mình cũng xin, đây là một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thì trong những cái ngày tháng trước mình đã nghe những cái cách chức này, những cái tham ô này ở Ukraine, nhưng đến hôm nay nó vẫn còn là sao? Vừa qua khi mà đến hôm nay về nhân lực, nói chung là về nhân lực của Ukraine đang thiếu, cũng là cũng không thua khác gì bên Nga, là đang thiếu trầm trọng trong vấn đề nhân lực. Nhưng lại có một cái số nhân viên khoảng 50 người đó đã chứng nhận giấy tờ cho những cái người thanh niên trẻ tuổi từ 18 trở đi là bệnh tật này nọ, cho người ta khỏi đi quân dịch. Và những cái người đó bệnh tật đó lấy tiền của chính phủ hưởng trợ cấp ha, không được đi quân dịch. Thứ hai nữa là sao? Những cái 50 nhân viên này đang điều tra là những được một cái số tiền hố lộ từ những cái người tàn tật này, những cái người có giấy chứng nhận này. Bạn thấy không? Muốn vào EU thì mọi thứ phải là rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi đó. 2.5 vừa qua, hết người này, hết người nọ, hết người kia. Cả tổng tham mưu trưởng, nói chung. Thì làm sao mà nó thắng được, không thể nào thắng được. Khó lắm. Bởi vì EU và NATO nó đang lưỡng lự cái chỗ này. Nó lưỡng lự ngay cái điểm này. Đó là một cái điều mà ông Zelensky không có biết trong cái điểm này. Không phải mình ổng rõ ràng, nhưng mà thực chất những người sau lưng ổng làm chuyện mờ ám, ổng đâu có biết đâu. Ổng chỉ nghĩ tới cái cứu đất nước của ổng thôi. Nhưng mà thực chất những người sau lưng của ổng làm chuyện mờ ám, ổng đâu biết được. Cho nên muốn làm được điều nào rõ ràng, minh bạch thì phải cần có cái thời gian học hỏi. Châu Âu này phải học hỏi thêm, phải hiểu thêm về cách thức người ta làm, nó minh bạch nó như thế nào. Thấy không? Đấy, đấy là một điều cần làm. Tại vì nó có đã cho trong máu, trong cái chế độ mà thời Liên Xô cũ rồi, cho nên không thể nào mà bỏ được, khó lắm. Thôi, đến đây thì tin tức hôm nay mình cũng xin tạm dừng tại đây. Và ai nghe tin ngày hôm nay nếu cảm thấy vui vẻ, có cái gì đó nó đúng với ý mình thì cho mình một cái này và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục trò chuyện và theo dõi trong ngày mai là ngày 18 tháng 10 năm 2024. Chúc vui vẻ những cái giờ sắp đến. Xin chào.